Bí quyết thành công, 10 bài học từ sách Châm Ngôn, phần 1. Nếu Chúa ban cho bạn một điều ước, bạn nghĩ mình sẽ ước điều gì? Một trong những điều người trẻ ngày nay quan tâm là làm sao để gặt hái được thành công trong cuộc sống. Nhiều người hướng tới sự thành đạt, thăng tiến trong công việc, tích lũy của cải cho tương lai để có một cuộc sống sung túc hay một gia đình hạnh phúc. Trong Kinh Thánh Sử Ký Nhi đoạn 1 câu 7, ghi chép về điều vị vua Solomon đã cầu xin Chúa khi Đức Chúa Trời phán với ông: "Hãy xin điều con muốn ta ban cho con." Ông đã không cầu xin Chúa sự giàu có, của cải, danh tiếng hay chiến thắng kẻ thù, và cũng chẳng xin sống lâu, nhưng ông đã xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và trí thức. Điều ông cầu xin đẹp lòng Chúa, nên Ngài đã ban cho ông không chỉ sự khôn ngoan mà còn tất cả các ơn phước khác nữa. Nếu bạn muốn đi tìm một quyển sách hướng dẫn bạn đi đến sự thành công thật, thì bạn hãy tìm đọc sách Châm Ngôn. Sách chủ yếu được viết bởi vua Solomon, vị vua giàu có và khôn ngoan nổi tiếng trong lịch sử. Hơn thế nữa, sách Châm Ngôn được chính Đức Chúa Trời mặc khải để giúp chúng ta bước đi trong sự khôn ngoan và tìm thấy ít nhất 10 nguyên tắc vàng sau đây để gặt hái thành công. Nguyên tắc thứ nhất: tìm kiếm sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 7 có chép: "Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức." Sự khôn ngoan có giá trị lớn lao, xứng đáng để chúng ta phải tìm kiếm. Để giỏi một lĩnh vực, chúng ta thường tìm đến những ngôi trường danh tiếng, giáo viên giỏi và bạn học giỏi. Để có được sự khôn ngoan, sách Châm Ngôn hướng dẫn chúng ta tìm đến Đấng là nguồn của mọi sự khôn ngoan, chính là Đức Giê-hô-va. Ngài là Đấng đã dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất và muôn vật, Kinh Thánh trưng dẫn trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 19-20, và sẵn sàng ban sự khôn ngoan cho những ai cầu xin Ngài, Kinh Thánh trưng dẫn trong Gia-cơ đoạn 1 câu 5. Ở trong mối tương giao với Chúa, học lời Ngài, kính sợ Ngài là khởi đầu của một đời sống khôn ngoan thật. Như tác giả Ray Stedman trong quyển Khám phá Kinh Thánh Cựu Ước đã viết: "Kính sợ Chúa không có nghĩa là sợ Chúa phạt chúng ta, mà đúng hơn là sợ rằng chúng ta làm buồn lòng Ngài." Đường đi đến thành công nằm ở quyết định tin cậy Chúa của chúng ta. Sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa, và Ngài cũng dùng nhiều cách để chỉ dạy chúng ta. Khi chúng ta đến gần Chúa qua sự cầu nguyện, chắc chắn sự sáng của Ngài sẽ chiếu soi tâm trí và tấm lòng của chúng ta. Kinh Thánh trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6 có chép: "Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng mọi nẻo con đi." Nguyên tắc thứ hai: đeo đuổi sự chính trực. Kinh Thánh trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 1 có chép: "Đức Giê-hô-va ghê tởm chiếc cân gian dối, nhưng quả cân đúng làm Ngài hài lòng." Khác với sự khôn ngoan của thế gian, sự khôn ngoan thật từ nơi Chúa là đeo đuổi sự chính trực. Ngày nay, việc hối lộ, trộm cắp, kinh doanh gian dối là cách mà nhiều người thực hiện để đạt được mục tiêu giàu có nhanh chóng. Tuy nhiên, lời Chúa dạy chúng ta rằng kẻ gieo bất công chắc chắn sẽ gặt tai họa, và cây roi thịnh nộ của hắn sẽ bị gãy. Kinh Thánh trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 8. Trong mọi việc chúng ta làm, chúng ta dễ dàng phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như đạt được kết quả nhanh mà không cần phải nỗ lực nhiều, hay phải cố gắng làm theo sự chính trực, đòi hỏi nhiều công sức hơn. Khi chúng ta bán một sản phẩm nào đó, chúng ta phải cân nhắc là dùng nguyên liệu tốt thì giá sẽ cao hơn, lợi nhuận ít hơn, hay bán hàng dùng nguyên liệu kém chất lượng và thu lời nhiều hơn. Nếu đi học, để kết quả tốt, chúng ta sẵn sàng sao chép của người khác cho nhanh thay vì phải động não suy nghĩ. Tuy nhiên, kết quả đạt được theo cách như vậy chẳng lợi ích gì, sớm hao mòn, gây rối rắm, là hơi thở thoáng qua, là cạm bẫy của sự chết và dẫn đến sự thiếu thốn. Hãy nhớ rằng, mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Tìm kiếm sự công chính trong mọi việc chúng ta làm sẽ khiến Đức Chúa Trời vui lòng, và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta và con cháu của chúng ta nữa. Nguyên tắc thứ ba: tránh xa mọi cám dỗ. Kinh Thánh trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 12 có chép: "Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết." Sách Châm Ngôn nhiều lần nhắc nhở chúng ta tránh xa những dục vọng xấu xa, vì điều đó để lại hậu quả tai hại trên đời sống của chúng ta.
có một con đường dường như chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó lại thành ra nẻo của sự chết. Do đó, Kinh Thánh trong Châm Ngôn đoạn 5 câu 8 câu 9 có chép: "Hãy giữ đường lối con cách xa nó, đừng đến gần lối vào nhà nó, kẻo con trao thanh danh mình cho người khác và nộp năm tháng đời con cho kẻ bạo tàn." Chúng ta sẽ hối tiếc khi không chiến thắng được cám dỗ. Trong đời sống, chúng ta sẽ đối diện với cám dỗ về vật chất, dục vọng hay địa vị. Là người trẻ, chúng ta cũng chịu áp lực về tài chính, áp lực tạo dựng sự nghiệp và lựa chọn bạn đời. Làm sao để có sự khôn ngoan trong mọi quyết định của mình? Lựa chọn khôn ngoan là chúng ta hãy chạy đến với Chúa để xin Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài và ban năng lực để chúng ta giữ mình khỏi phạm tội. Kết quả của chiến thắng cám dỗ là giúp linh hồn chúng ta khỏi bị hư mất và giữ đời sống thánh khiết để đến gần Chúa hơn. Nguyên tắc thứ tư, mặc lấy tấm lòng yêu thương giúp đỡ người nghèo khó. Lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 31 có chép: "Kẻ ức hiếp người cô thế làm nhục đấng tạo hóa mình, ai thương xót người nghèo khó là tôn kính Ngài." Qua Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ tấm lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Sách Châm Ngôn cũng cho chúng ta biết Chúa yêu những người nghèo khổ. Chúng ta cũng hãy mặc lấy tấm lòng giống như Chúa, đừng từ chối làm lành, đừng bóc lột người nghèo, vì Đức Giê-hô-va sẽ bên vực lý lẽ của họ. Thông thường, chúng ta có thể giúp người giúp mình, nhưng ta không dễ để yêu thương và chia sẻ, giúp đỡ người khó khăn. Tuy nhiên, khi nhìn vào phần thưởng lớn lao mà Chúa đã hứa ban cho người có lòng thương xót, chúng ta vẫn tin để tiếp tục làm việc lành. Chúa hứa sẽ ban phước cho những người rộng rãi và phạt những kẻ đóng cửa lòng mình. Trong giai đoạn khó khăn hiện nay ở Việt Nam, chúng ta hãy mở lòng mình, chia sẻ với con cái Chúa đang trong nhiều hoàn cảnh thiếu thốn, cũng như những người chưa biết về Chúa, để họ nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời qua chính hành động của chúng ta. Nguyên tắc thứ 5, trau dồi bản thân qua sự siêng năng, kiên nhẫn và kỷ luật trong đời sống. Kinh Thánh trong Châm Ngôn đoạn 10 câu 4 có chép: "Bàn tay lười biếng khiến cho nghèo khó, còn bàn tay siêng năng hẳn sẽ làm giàu." Có quan điểm cho rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta của cải một cách dễ dàng mà chúng ta không cần vất vả làm việc. Sách Châm Ngôn bày tỏ cho chúng ta lẽ thật rằng Đức Chúa Trời muốn ban phước cho con cái Ngài, nhưng Chúa không muốn con cái Ngài lười biếng, thiếu kỷ luật trong đời sống. Châm Ngôn đoạn 18 câu 9 đã khẳng định: "Kẻ thả trôi trong công việc mình cũng là anh em của kẻ phá hại." Hay Châm Ngôn đoạn 24 câu 30 đến 34 cho chúng ta thấy hậu quả của người lười biếng là nghèo khó. Ngủ một chút, chợp mắt một chút thì sự nghèo khổ sẽ đến trên con như một kẻ cướp. Chúa muốn thử rèn chúng ta để khiến chúng ta trở thành những người hữu ích cho vương quốc của Ngài. Cuộc sống ngày nay đem đến cho chúng ta nhiều tiện ích hơn và cũng đem lại cho chúng ta nhiều cơ hội và phương tiện để học hỏi hơn. Chúng ta có sẵn lòng học hỏi điều mới mẻ để trau dồi và phát triển bản thân mình. Nếu còn trẻ, chúng ta không nên nói rằng: "Tôi không thể học tiếng Anh được, tôi không biết dùng máy tính, tôi không biết nấu ăn, hay tôi không thể dạy dỗ con mình được." Những điều trên và nhiều điều khác nữa, chúng ta dễ dàng học hỏi từ thầy cô, bạn bè hoặc tự học qua sách. Không chỉ rèn luyện kỹ năng, chúng ta cần phải rèn luyện tâm tính. Nếu chúng ta là người nóng giận, hãy nhớ lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng: "Đừng làm bạn với người hay nổi giận, cũng đừng giao du với kẻ hung bạo." Chúng ta hãy luôn cố gắng trau dồi để trở thành những người lính giỏi của Đấng Christ. Qua đời sống chúng ta, nhiều người được biết đến Chúa và danh Chúa được vinh hiển. Video hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cùng nhau đón nghe 5 nguyên tắc tiếp theo trong phần 2 ở video sau. Xin Chúa ban phước trên quý vị. Amen.